Thưa quý vị, trên nhiều nền tảng thương mại điện tử đang xuất hiện tình trạng rao bán công khai những bộ kit kiểm tra nhanh chóng COVID-19. Theo lực lượng chức năng, đây là hành vi tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, dễ gây nên tâm lý lơ là trong phòng chống dịch bệnh. Hơn 800.000 đồng một bộ kit test COVID-19 chuẩn quốc tế với độ chính xác cao, chỉ cần 15 phút cho ra kết quả tại nhà với thao tác đơn giản, là những lời quảng cáo có cánh đang tràn lan trên các nền tảng thương mại điện tử. Hiện nay, người tiêu dùng được phép mua sử dụng kit test nhanh COVID-19. Tuy nhiên, nếu mua nhầm và sử dụng phải các sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ thì sẽ có hậu quả khôn lường. Các cái bộ kit test hiện nay đang có cái dấu hiệu của cái việc mà các tổ chức cá nhân lợi dụng cái hoạt động thương mại điện tử để kiếm lời, buôn bán kiếm lời, thu lợi bất chính. Tổng cục Quản lý thị trường thì đã có cái hướng chỉ đạo ra quân quyết liệt, rà soát trên các cái sàn thương mại điện tử cũng như là các cái trang mạng xã hội. Đối với những trường hợp mà sử dụng các cái bộ kit test giả hoặc là bộ kit test không rõ nguồn gốc, thì nếu như chúng tôi phát hiện ra những hiện tượng đấy thì chúng tôi sẽ kết hợp với các lực lượng chức năng khác như công an, hải quan để phát hiện các cái nguồn nhập vào, đưa vào Việt Nam. Sau khi lực lượng chức năng vào cuộc, nhiều trang bán bộ kit test đã nhanh chóng bị gỡ bỏ. Gần 30 hộp test thử nhanh COVID-19 vì không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp vừa bị Cục Quản lý Thị trường Hà Nội phát hiện thu giữ vào chiều 3 tháng 6 vừa qua. Hiện, những sản phẩm kit test nhanh COVID-19 được cấp phép lưu hành, đa phần chỉ bán theo số lượng lớn cho các bệnh viện, cơ sở y tế, chứ chưa bán rộng rãi ra thị trường. Nếu mua phải các kit xét nghiệm giả mạo, chất lượng không đảm bảo, không những không phát hiện ra bệnh, mà còn có nguy cơ phát tán và lây lan dịch bệnh nếu bị bỏ sót. Chưa kể, người tiêu dùng không có chuyên môn, chưa được hướng dẫn y tế cụ thể, có thể lấy mẫu cũng không chính xác, thì việc sử dụng kit test cũng không có ý nghĩa.